Trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, một chiếc VinFast Fadil 2022 đang được chào bán với mức giá khoảng tầm 300 triệu. Theo thông tin giao bán, chiếc xe thuộc bản Plus bản nâng cao ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen và có chỉ số lăn bánh là 31.000 km. Được biết, giá niêm yết của bản này khi mua mới vào năm 2022 là 363 triệu. Tính thêm chi phí lăn bánh, người mua sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền giao động từ 408 đến 434 triệu tùy vào tỉnh, thành đăng ký xe. Như vậy, sau 2 năm lăn bánh, VinFast Fadil đã mất giá khoảng hơn 100 triệu. Đây là mức khấu hao tương đối thấp so với những xe cùng loại đang bán trên thị trường. Với mức giá bán lại như trên, VinFast Fadil thực sự là mẫu xe giữ giá đến khó tin, dù đã lăn bánh thời gian dài và đã ngừng sản xuất xe mới. Tuy nhiên, người dùng mua xe cũ không cần lo lắng, bởi Fadil vẫn được bảo hành và có linh kiện thay thế trong vòng 10 năm theo VinFast. Ở ngoại thất, VinFast Fadil 2022 sở hữu thiết kế mang hơi hướng thể thao, vừa mạnh mẽ vừa hiện đại mà không cần quá cầu kỳ. Những trang bị đáng chú ý có lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm logo chữ V, ở trung tâm, đèn pha halogen, bộ mâm dạng phay bóng có kích thước 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp báo rẽ. Bước vào bên trong, VinFast Fadil 2022 sở hữu bảng tablo có thiết kế đơn giản, với các tính năng được bố cục gọn gàng làm cho không gian nội thất có cảm giác rộng rãi hơn so với kích thước thực tế. Xe có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như ghế bọc da, vô lăng 3 chấu, màn hình DVD cảm ứng 7 in, cụm đồng hồ sau vô lăng, điều hòa chỉnh cơ, khởi động bằng chìa khóa, hệ thống âm thanh là radio, MP3. Trái tim là khối động cơ 1.4 lít sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô xoắn cực đại 128 Nm. Đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT bên cạnh đó xe còn được trang bị các tính năng an toàn như camera lùi hệ thống chống bó cứng phanh abs phân phối lực phanh điện tử cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc kiểm soát lực kéo chống lật